Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đến với video của giá xe Kia. Mình là Lệ, hiện tại mình đang công tác tại Kia Bình Triệu. Thì trong clip ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến quý anh chị hai mẫu xe SUV gầm cao 5 chỗ ở phân khúc B. Đó là chiếc Kia Seltos 2020, thì chiếc này vừa ra mắt ở Việt Nam. Và chiếc xe thứ hai đó là chiếc Hyundai Kona 2020. Thì trong clip ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu về giá cả cũng như là những cái tính năng trên xe, xem hai chiếc xe này chiếc nào đáng mua hơn nha quý anh chị. Em sẽ đi sâu vào chi tiết trong phần trước mắt quý anh chị. Đây là chiếc Hyundai Kona bản 2.0 đặc biệt, thì cụm đèn pha của nó là đèn pha full LED và có dải đèn LED chạy ban ngày. Cường độ chiếu sáng của cụm đèn pha này cực kỳ tốt, nó sẽ cho ánh sáng màu trắng xanh ha. Cường độ chiếu sáng là tối ưu và cực kỳ tiết kiệm năng lượng nha quý anh chị. Đó, trên xe thì nó có những đường gân dập nổi kéo dài từ đầu xe nuôi xe, tạo chiếc xe mình nó cứng cáp, nó thể thao hơn. Chiều dài tổng thể của xe là 4m1 và 4m2 nha quý anh chị. Nó sẽ nhỏ hơn so với lại Kia Seltos. Kia Seltos nó là 4m315 ạ. Đường kính mâm của nó là 17 inch. Mâm thì mâm đúc hợp kim. Vỏ thì sử dụng vỏ là cụm hô. Đây là động cơ của chiếc Kia Seltos, nó là động cơ 1.6 ạ. Còn đối với Hyundai Kona nó là động cơ nó 2.0, và hai con này sẽ có chênh lệch về công suất ạ. Đối với chiếc Kia Seltos thì công suất của nó chỉ có 121 mã lực thôi, còn đối với chiếc Hyundai Kona vì nó là 2.0 nên công suất của nó có phần nhỉnh hơn đôi chút. Thì hiện tại là công suất của nó là 149 mã lực ạ. Đó là chiếc mâm của Kia Seltos, rất là khỏe khoắn nha quý anh chị. Đây là chiếc mâm của Kona, đây là mâm đúc hợp kim hết. Trên gương chiếu hậu của Hyundai Kona thì nó sẽ gặp điện chính điện và tích hợp đèn báo rẽ trên xe. Ngoài ra thì xe còn được trang bị thêm là cảnh báo điểm mù, rất là hiện đại luôn nha quý anh chị. Tay nắm cửa thì cùng màu với thân xe và có nút mở cửa bằng một lần chạm. Khoảng sáng gầm xe của Kia Kona là 170mm, còn đối với Kia Seltos sẽ là 190, nên khả năng vượt địa hình của nó sẽ tốt hơn so với là Kona nha quý anh chị. Đây là khoảng không gian ở hàng ghế thứ hai của chiếc Kia Seltos, rất rộng rãi, rất là thoải mái ạ. Ghế thì được bọc da này, có những lỗ thoát khí trên xe, tạo cảm giác người ngồi nó thoải mái. Ở phía sau thì còn trang bị cho quý vị là cửa gió điều hòa nữa ạ. Rất rộng luôn nha. Đây, đối với Hyundai Kona thì ở phía sau thì nó chưa được trang bị cửa gió điều hòa, đó là một điểm trừ cho Kona. Đây là hàng ghế đầu tiên của Kona này quý anh chị. Ghế cũng được bọc da này. Hàng ghế thứ hai. Ghế thứ hai của chiếc Kona này, ngồi nó cũng khá là thoải mái, nhưng mà ở phía sau thì cũng chưa được trang bị cho quý vị là cửa gió điều hòa. Quý vị có thể thấy thực tế. Rồi, đây là cái phần sơ cốp của chiếc Kia Seltos. Khá rộng. Ở phía dưới trang bị cho quý anh chị là mâm đúc hợp kim, đường kính mâm nó sẽ chung với lại 4 mâm ở ngoài luôn nha quý anh chị, có bộ đường nghề tiêu chuẩn đầy đủ hết. Đó, ở phía sau thì còn trang bị cho anh chị là 4 cái cảm biến lùi, thêm cái ốp bô thể thao nữa, cụm đèn hậu sau dạng LED luôn nha quý anh chị, có camera lùi để cho người lái lùi đổ xe một cách an toàn nhất. Còn phần đây là phần đuôi của chiếc Kona, sau là cụm đèn hậu dạng LED. Nhưng mà cái đèn xi nhan thì nó sẽ tách biệt so với cụm đèn hậu, nó xuống phía dưới thì nó sẽ hạn chế được cái tầm nhìn của người điều khiển phương tiện, nhưng mà cũng không sao, thì mình chấp nhận để đánh đổi. Đây là khoảng không gian cốp của chiếc Kona. Chiếc Kona thì ở phía sau thì nó sẽ là mâm sắt nha quý anh chị. Đó là mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc Kona, đi trong đô thị thì nó khoảng 9 lít, hơn 9 lít. Rồi, đây là khoảng không gian ở hàng ghế đầu tiên nha quý anh chị. Đây là chiếc Kia Seltos, khá là thoải mái, rất nhiều khách hàng thử, họ rất là ưng ý. Màn hình điều khiển rất là mượt, con này màn hình này là 10,25 inch. Tay lái thì được bọc da này, được thiết kế theo dạng đực kết, nhìn rất thể thao. Những cái nút bấm nó được treo chuốt từng chi tiết một, rất là đẹp.
Nó mạ chrome sáng bóng lên. Khởi động start top bằng một lần nhấn. Gương chiếu hậu thì chống chói, nó có trang bị cửa sổ trời đầy đủ hết nha quý anh chị. Kia siêu tốt rồi nó. Về cái nội thất cũng được thiết kế rất là chi tiết. Rất là đẹp, hài hòa. À, camera rất là nét luôn ạ. Điều hòa tự động. Đó. Rất sắc nét ạ. Có kết nối Apple CarPlay Android Auto luôn nha quý anh chị. Hai cửa sổ trời. Rất là thoáng. Đối với chiếc kia Hyundai Kona thì nó sẽ chưa được trang bị cửa sổ trời nha quý anh chị. Con này thì nó có 3 chế độ lái và 3 chế độ vận hành ạ. Và có chế độ làm mát ghế nữa. Thì Hyundai Kona thì nó chỉ có 3 chế độ lái thôi. Nó không thể tùy chọn được cung đường để chạy ạ. Đây là hàng ghế trước của chiếc Hyundai Kona. Được trang bị thì nó cũng khá là tương đồng như là chiếc Kia Seltos thôi. Ghế lái là vẫn chỉnh điện 10 hướng như là chiếc Kia Seltos ạ. Vô lăng thì vẫn được bọc da này. Tích hợp những cái nút điều khiển âm thanh đây là màn hình DVD của Hyundai Kona. Không có thể kết nối Bluetooth rồi chế độ điện thoại nghe gọi rảnh tay. Ok, nó như là chiếc Kia Seltos thôi nha quý anh chị. Nhưng mà bố trí về tổng thể thì nó sẽ không được hài hòa và đẹp mắt như là chiếc Kia Seltos đâu ạ. Và nó sẽ không có cửa sổ trời để tạo cái khoảng không gian nó thoáng hơn. Nó một điểm trừ cho cái chiếc Kona. Đấy. Thì màn hình nó rất là nhạy, nó có bản đồ Việt Map đầy đủ hết nha quý anh chị. Khá là nhạy ạ. Nó có hệ thống ga tự động Cruise Control như là của chiếc Kia Seltos luôn ạ. Chế độ điện thoại nghe gọi rảnh tay đầy đủ hết. Điều hòa tự động. Nhìn rất là giống so với lại chiếc Kia Seltos. Nhưng về ngoại thất và nội thất thì nó sẽ không được đẹp như là Kia Seltos. Về tính năng an toàn thì cả hai phiên bản gần như là tương đồng nhau. Thì nó có cân bằng điện tử, ổn định thân xe, khởi hành ngang dốc. Nó đều có hết luôn nha quý anh chị. Đây, quý anh chị xem lại về ngoại thất của chiếc Kia Seltos một lần nữa. Nó được thiết kế rất là hầm hố. Như là một chiếc Range Rover. Đó là cụm đèn pha của nó. Đèn xi nhan được thiết kế theo dạng 3D. Rất là đẹp. Mạ chrome trên lưới tản nhiệt. Có những cái họa tiết. Như là những góc cạnh của viên kim cương. Theo như Kia chia sẻ. Đèn sương mù của nó là đèn full LED luôn nha quý anh chị. Đó. Rất đẹp mắt. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều ạ.